Reuters hôm 23 tháng 3 đưa tin FBI đã thông báo với các hành khách trên máy bay Boeing 737 MAX 9 của hãng Alaska Airlines của Mỹ gặp phải tình huống khẩn cấp trên không vào ngày 5 tháng 1 rằng họ có thể là nạn nhân của một tội ác. Thông báo như trên là một bước thủ tục trong các cuộc điều tra tội phạm của Bộ Tư pháp Mỹ. Đây cũng là một dấu hiệu cho thấy các nỗ lực xác định nguyên nhân về sự cố trên chiếc Boeing 737 MAX 9 đang có tiến triển. Theo một lá thư được ghi vào ngày 19 tháng 3, FBI đã xác định các hành khách có thể là nạn nhân của một tội ác. Vụ án này hiện đang được FBI điều tra. Một cuộc điều tra hình sự có thể là một quá trình kéo dài và vì một số lý do chúng tôi không thể cho bạn biết về tiến trình của nó vào lúc này. Văn bản cho biết thêm. Những bức thư này đã được tờ The Wall Street Journal đưa tin lần đầu vào đầu tháng 3. Người phát ngôn của FBI ở thành phố Seattle, bang Washington của Mỹ từ chối bình luận, trích dẫn chính sách của Bộ Tư pháp rằng cơ quan này không xác nhận hay phủ nhận sự tồn tại của một cuộc điều tra, theo CNN. Tập đoàn Boeing của Mỹ chưa trực tiếp lên tiếng về thông tin trên, chỉ cam kết tiếp tục hợp tác toàn diện và minh bạch với tất cả cuộc điều tra của chính phủ Mỹ. Alaska Airlines cho biết họ hoàn toàn hợp tác với các cơ quan chức năng. Theo những người thảo tin, ngoài những bức thư được gửi cho hành khách, các tiếp viên trên chuyến bay 1282 của Alaska Air cũng đã được các nhà điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ phỏng vấn. Trước đó, vào ngày 5 tháng 1, chiếc máy bay cất cánh từ thành phố Portland, bang Oregon của Mỹ, trên đường đến thành phố Ontario, bang California, đã bất ngờ bị bung một phần thân, buộc phi công phải hạ cánh. Sự cố đã để lại một lỗ hình chữ nhật có kích thước bằng tủ lạnh trên thân máy bay. May mắn là tất cả 171 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn trên chuyến bay đều hạ cánh an toàn. Sau sự cố, Cục Hàng không Liên bang Mỹ FAA đã đình chỉ bay đối với dòng MAX 9 trong vài tuần và yêu cầu Boeing phát triển một kế hoạch toàn diện để giải quyết các vấn đề về chất lượng trong vòng 90 ngày. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.